Xin chào các bạn, mình tên là Hoàng Bách. Năm nay mình 8 tuổi, mình học tại trường tiểu học Đông Bắc Ga. Hôm nay mình sẽ kể về sở thích của mình. Sở thích của mình là bóng đá. Bóng đá giúp cho mình rất khỏe mạnh. Mình thích nhất là cầu thủ Ronaldo. Khi đá bóng sẽ được tập những động tác rất là cơ bản. Các bạn có thích đá bóng giống mình không? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Giống mình.